nhiều hơn, bữa nào anh em mình gặp nói chuyện tiếp nha. Ừ, có dịp hai mình lại gặp nhau nói chuyện nha. Dạ, bye bye anh. Xin lỗi anh nha, em nói chuyện hơi lâu. Anh chỉ là ngày xưa học chung trường với em á, xong rồi thời gian đi du học cái mới gặp lại nhau cho nên mới nói chuyện nhiều vậy thôi à, chứ không sao hết, không có gì hết. Phân bua với anh làm gì? Thì sợ anh thấy vậy cái anh hiểu lầm rồi anh nghĩ lung tung em nữa. Hiểu lầm cái gì? Chứ không phải khi mà người đàn ông thấy người yêu của mình nói chuyện với người đàn ông khác thì sẽ ghen hả? Có ghen luôn hả? Ủa chứ anh không ghen hả? Anh thấy bình thường mà. Ồ vậy từ đó tới giờ anh quen em chưa bao giờ anh ghen luôn hả? Hình như là chưa bao giờ ghen á. Anh biết anh nói vậy làm em khó chịu lắm không? Ủa sao khó chịu? Thì tại vì quen nhau mà anh không có yêu em nhiều cho nên anh không biết ghen. Ờ không có yêu nhiều là không ghen á hả? Vậy em cũng vậy mà, tính anh từ xưa giờ vẫn vậy, đâu có ghen gì đâu. Em có ghen bao giờ đâu. Tại vì em không nói thôi, sao anh biết không ghen? Em ghét nhất là cái bà y tá Phương gì đó, suốt ngày cứ đẻo theo anh không à, áp anh hoài, bực mình muốn chết luôn. À vậy là từ nay là anh bắt đầu ghen nha. Tự nhiên anh nói như vậy giờ em nhắc anh mới nhớ, anh mới ghen là sao? Mệt quá, không có tình ý, không có tình cảm gì với nhau sao ghen được. Ủa vậy có nghĩa là chừng nào mà em có tình cảm là anh sẽ ghen đúng không? Ôi chứ sao? Của bà là bây giờ muốn ảnh ghen thiệt là nhiều luôn vậy hả? Cũng không phải là ghen thiệt là nhiều như vậy đâu. Chứ làm sao? Nhưng mà cái ổng, mặt ổng cứ đơ, khó chịu muốn chết luôn. Tôi nghĩ là chắc là ổng chỉ lạnh lùng vậy thôi hả? Phải không? Ừ. Tôi cũng nghĩ vậy. Theo tôi thấy nếu là đàn ông mà thấy bạn gái của mình đi chơi với người đàn ông khác, chắc chắn người ta sẽ nổi cơn ghen đùng đùng luôn á. Chắc chắn luôn. Như bà Thái ông Quốc đó, chỉ cần á mà thấy tôi đó đi với người đàn ông khác uống cà phê á. À, uống cà phê gì á? Có đi uống cà phê với ai đâu, giỡn mà. Ủa sao anh đi vô phòng người ta không chịu gõ cửa, tự tiện quá vậy? Lỗi mi em nha, để anh mà phát hiện ra đi uống cà phê với ai đi chết với anh á. Đáng thấy chua, chua gì á mà ghen rồi đó. Sao ổng đâu ra xuất hiện quá thình lình quá vậy? Mà ghen kiểu ổng vậy cũng hơi mệt mỏi quá ha. Mà tôi không hiểu sao hả, tôi có thể chiều được cái tính ghen của ổng luôn á. Bé Phương mời anh đi ăn cơm. Em thấy cho ra ăn được. Rồi anh có đi không? Anh giỡn mà. Anh từ chối rồi. Nè, bây giờ có ông thằng ghen đứng đây, cái mặt em với mà ông thằng ghen giống nhau dữ lắm ha. Giống gì mà giống, thù dắt, giỡn vậy nữa hả? Nhưng mà trưa nay anh có làm gì không? Mình đi ăn cơm trưa chung với nhau không? Cũng được, trưa nay anh rảnh mà. Vậy ha, tí nữa gặp anh nha, em đi trước. Ồ, Diễm My. Ồ, trời ơi, xinh như xưa, không có khách nào hết trơn á, đi đâu đây? Anh Thiện, lâu quá không gặp anh. Em tạm thời em làm ở trong đây nè. Nói chung á là câu chuyện của em nó dài dòng dữ lắm. Ủa còn anh tới đây khám bệnh hả? À không, anh tới gặp người quen, ông làm khoa nội ở đây nè. Trời ơi mà lâu lắm rồi ha. Chắc là anh gặp em vui quá trời mà, 3 năm rồi. Từ lúc mà anh về đến giờ chưa gặp em lần nào luôn đó. Dạ. Ông quên, anh Thiệt qua đây em giới thiệu. Đây là anh Sĩ, bạn trai của em. Chào anh, tôi là Sĩ. Tôi là Thiện. Bạn từ thời cái trường 80 với My. Ồ vậy hả? Em biết anh thương em. Sao em bỏ anh vậy? Em bỏ anh mốc mèo cho ai đây? Anh Thiện, tại mấy anh em thân từ nhỏ tới lớn cho nên anh hay giỡn vậy lắm. Chắc là giỡn. Giỡn chắc luôn á. Ôi thôi, bỏ qua đi, giờ em rảnh không? Anh em uống cà phê, lâu lắm rồi đó. Ôi, mà tới giờ ăn trưa luôn rồi. Em ăn trưa luôn không? Em ăn cái gì anh mời? Không no không về thưa không? Dạ, ăn trưa, trưa nay em có hẹn rồi. Ủa, hẹn với ai? À, hẹn với bạn trai phải không? Chúng ta đi chung luôn. Anh đồng ý không? Ừ, vậy cũng được. Đồng ý rồi đó, không có từ chối nha. Được hả? Được. Vậy em đi trước, tí nữa gặp nha. Dạ.
Gì vậy? Nhìn kìa. Thì sao? Tôi thấy bắt đầu có một đối thủ cứng cựa đó nha. Ê, ông phải cẩn thận. Có thấy ghen chưa? Ghen hả? Ừ. Ồ, bắt đầu có chiến thuật để tôi ghen rồi đó. Chiến thuật để ghen là sao? Ừ. Em ăn rau nè, ăn nhiều vô nha. Cảm ơn. Ừ, dạo này thấy có vẻ hơi gầy đấy anh, nhưng vẫn xinh. Ừ. À mà nè, sĩ ông nghe nói là ông biết thời gian dẫn My đi chơi phải không? Hả? Ờ, tại công việc nhiều quá mà. Ừ, ông phải cẩn thận đó nha. Xung quanh á là bao nhiêu người dòm ngó My á, trong đó có tôi. Thiện này giỡn vậy hoài. À, em có cái dính giờ nè. Đây anh lấy xuống cho. À, được rồi. Cảm ơn anh. Ừ. À mà nè, ông quen ai khoa nội vậy? À, anh đi nhầm bệnh viện. À, thì ra là vậy. Hả? Là sao? Ờ, không có gì, ăn đi. À. À, ngày mai á làm đám cưới thằng Phước đó. Thằng Phước nhắm mình đó hả? Ừ. Ủa, sao đám cưới nhanh quá vậy? Trời ơi, vậy mới nói. Anh nhưng mà sao không thấy nó mệt thiệp em ta? À, nó nghĩ là em sẽ đi cùng với anh, nên là không có thiệp. Em thôi tranh thủ đi đi, lâu rồi anh em mình đi chung với nhau á. À, cũng được. Sau đám cưới á là tụi anh rủ nhau đi Côn Đảo 2 ngày 1 đêm. Em đi chung luôn đi, có em mà chắc là vui hơn nữa, có thằng Tiến rồi đó. Ủa vậy hả? Hả? Đi Côn Đảo hả? Ừ. Ê, em cũng thích đi lắm á. Ê, sao? Chắc không được quá à. Sao vậy? Được chứ, em có đi đi. Anh cho em đi hả? Cho chứ. Vậy đi đi nha, em đi. Ủa, anh rảnh không? Đi chung với tụi em luôn. Không, cho em bận lắm. Với lại đây bạn bè đi chơi chung với nhau, thì em cứ đi đi, coi như là mình đổi gió luôn. Vậy được, quyết định vậy nha anh. À, nhớ nha. Ồ, vậy là em đi với anh là vui lắm á. Mấy đứa chắc biết là cười vẻ bụng đó nha. Để My nghe điện thoại cái nha. Alo, My nghe. Mày sĩ. Thấy ông cũng gan thiệt á. Sao gan? Dám cho bạn gái của mình á đi chung nguyên đám trai 2 ngày 1 đêm. Tôi thấy ông cũng gan. Bình thường mà, có sao đâu. Ừ, vậy hả? Không có tiếc nha. Tôi vẫn dẫn ý định cua My đó. Ừ, cái là thứ ý của ông. Dù Hoa đã có bệnh rồi á, tôi vẫn đập vỡ bình lấy hoa đó. Cố lên. Ừ. Ông cậu hai này đúng là siêu cấp vĩ đại luôn á. Nghĩ sao mà để cho bồ đi qua đêm đến mấy ngày luôn. Tôi cũng không biết ổng sao luôn á. Nếu là người khác á hả, nghe nói đi chung với đám con trai luôn á, chắc tức điên lên á. Chứ nói chi mà đi đến 2-3 ngày. Phải không? Ừ. Vậy là ông không biết ghen thiệt rồi đó. Trên đời này làm gì có người đàn ông biết ghen. Tôi nghĩ chắc ông không được bình thường. Vậy hả? Tôi nghĩ là ông có vấn đề gì á. Bồ nói hả, đi chơi 2 ngày 1 đêm với một đám con trai mà không phản ứng gì hết. Nếu là ông Quốc á, nghe tôi á mà nói đi chung với đám con trai qua đêm thôi á. Em đi chơi đi em. Anh làm hết hồn vậy. Em đi chơi đi em đi. Anh có chơi với ai đâu. Anh nói là sự vừa phải thôi chứ. Anh đi vô phòng tao không gõ cửa. Ủa mà sao anh cứ hay đứng ngoài trước cửa nghe lén người nói chuyện quá vậy? Xin lỗi. Em mà để một lần nữa phát hiện em đi chơi với ai là chết em đi chưa? Đó thấy chưa? Tôi thấy ông Quốc của bà mới là không được bình thường á. Ồ, bộ em đi được thiệt hả? Nếu anh không thích thì em... Em đi đi, rồi dò xét anh làm gì? Em đâu có dò hỏi gì anh đâu, em chỉ sợ anh giận thôi. Nên sợ anh ghen cái gì? Không có. Thôi, đi chơi vậy đi, 100% là không ghen. 100% là anh không ghen luôn á hả? Ờ, chơi thoải mái đi rồi về. Ừ, em biết rồi. À mà nè, tối ngủ đâu vậy? Thì anh Thiện có nói với em... Khách sạn. Ngủ ở khách sạn. Tên là... Gia đình là số 1. Cái gì? Khách sạn gia đình là số 1 hả? Nghe ở trên phim quá vậy. À, thôi được rồi. Cứ đi chơi vui vẻ, thoải mái đi rồi về nha. Ừ, vậy nha. Bye bye anh.
cái thằng tiến sĩ đáng ghét này. Dám vậy 100% là không ghen. Lần này đi luôn cho mà biết. Ghét thiệt chứ. Khách sạn gia đình số 1 hả? Nghe lại biết sao sao rồi. Cái gì mà ồn dữ vậy? Lại quên điện thoại nữa trời. Anh Sĩ hả? Em Mai nè. Con My nó để quên điện thoại ở nhà, anh gọi nói gì không vậy? Mai hả? À, chuyện mấy cho My giùm anh cái. My nó đi công đảo rồi, nó không nói anh biết hả? Anh biết rồi. Nhưng không lẽ My không nghe điện thoại được một chút sao? Là sao anh? Anh biết hết rồi. Anh biết cái gì? Thì nói em nói với My là anh đang đứng trước nhà nè, kêu My ra lẹ đi. Nhưng mà My nó đi công đảo rồi. Em nhắn với My á là anh đang có một cặp vé mà xem phim My rất là thích, nếu không ra là trễ dở nha. Trời đất ơi, hồi nãy giờ em nói anh không nghe hả? My nó đi côn đảo rồi. Anh biết rồi, anh còn biết là My đang ở khách sạn gia đình số 1 ở côn đảo. Nhờ em nhắn với My á là được rồi, anh ghen rồi, kêu My dừng lại đi, ra đây liền đi, anh cúp máy nha. Trời đất ơi, ông này bị xỉn hả trời? Khó hiểu thiệt á. Còn cái con nhỏ nữa đi không cầm theo điện thoại. Tính gạt anh hả? Vậy làm ơn cho tôi hỏi, ở Côn Đảo có khách sạn nào mang tên là gia đình là số 1 không ạ? À, khách sạn gia đình số 1 ở Côn Đảo đúng không anh? Đúng rồi. Dạ có, em sẽ gửi cho anh số điện thoại khách sạn đó để anh liên lạc nha. Khách sạn gia đình là số 1 xin nghe ạ. Làm ơn cho tôi hỏi, hôm nay á có nhóm người nào cỡ độ tuổi 20 tới 25 tới nghỉ ở khách sạn không ạ? Dạ có, nhưng mà có việc gì không anh ạ? Có phải nhóm người đó theo đi ăn đám cưới đúng không ạ? Dạ đúng rồi, tại vì bên em đang có chương trình khuyến mãi cho các cặp đôi mới cưới á, nên họ đặt chỗ ở đây. Vậy làm ơn nối máy cho tôi với cho cô Diễm My, khách trong đoàn nữa mà. Ồ, xin lỗi anh, họ đã xuống biển chơi hết rồi, không ai ở đây nữa. Ra biển. Làm ơn cho tôi hỏi, trong nhóm đó có bao nhiêu người ạ? Bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ ạ? Hình như là 3 nam và 3 nữ. Nhưng mà có chuyện gì không anh? 3 nam, 3 nữ. Alo, alo. Cái thằng khốn này. Còn vé đi Côn Đảo không? Dạ anh xin lỗi, ngày hôm nay hết vé rồi ạ. Tôi không cần biết, bây giờ tìm ra một cái tàu, cái thuyền, cái thúng hay cái ghe gì đó ra Côn Đảo ngay. Anh ơi, từ đây đến đó rất là xa, nhưng mà thời gian đến đó là rất là khoảng mất 4 tiếng đồng hồ. Bọn em không thể điều một cái tàu để chở mình anh ra đấy ạ. Anh thông cảm giùm em nhé. Hay ngày mai anh đi giùm em được không ạ? Tôi nói ngày mai không được, tôi cần đi ngay bây giờ. Dạ em thành thật xin lỗi anh ạ. Chứ bọn em không thể, một ngày chỉ có một cái tàu đi và một tàu về, cho nên là không thể có điều thêm một tàu giùm anh được anh nhé. Tôi nói rồi, tôi cần đi ngay bây giờ, có nghe rõ không? Dạ em xin lỗi ạ. Nếu mà qua đảo dễ dàng như vậy thì một ngày thì các cặp đôi đã qua đó hết rồi anh ạ. Em xin lỗi anh nhá. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không cần biết chuyện gì hết. Tôi cần vé ngay đi bây giờ, tôi cần vé ra đảo ngay bây giờ. Đảo quá, lâu lắm mới vui với mọi người ha. Đúng rồi đó, là lâu mới vui vậy á. Không thấy sao còn hỏi nữa. Em đang chăm bài đó. Chăm bài là gì? Chăm bài có nghĩa là chăm chỉ học bài. Nhìn vậy mà cũng không biết nữa. Câu đó không biết hả? Không biết. Vậy mà anh cứ tưởng em là chăm tin không chứ. Chăm tin là gì? Chăm tin nghe đang chăm chỉ nhắn tin đó. Hay quá ha. Nè, nói nghe nè. Anh chăm thuộc xong rồi,
tới đây liền luôn á, rủ em đi chăm ma uống nè. Cái gì vậy? Thôi mày mới không có nói tắt với anh nữa đâu nha. Anh nói vậy có nghĩa là cái gì? Trời, có nghĩa là anh chăm chỉ phẫu thuật xong ra đây liền, rủ em tụi mình đi chăm chỉ ăn uống. Mệt quá, bắt chước nhanh quá ha. Em thấy anh hơi bị lậm luôn rồi đó. Cái gì? Anh đâu bắt lậm gì đâu. Anh chỉ là hơi chăm đùa thôi. Đó, anh này. Em đi chăm ăn chăm uống hả? Sĩ. Ủa, Âu Thành Cát khỏe không? Khỏe. Nghe nói dạo này ở trong bệnh viện làm việc ok lắm hả? Ờ, làm cũng bình thường à. Khiêm tốn quá, ông giỏi mà. Có đâu. Ủa, ai đây? Chào anh. Chào em. Đấy hả? Trân trọng giới thiệu, em gái tôi đó. Phải em đó. Ê, tôi không biết ông có em gái dễ thương vậy luôn nha. Ừ, em gái tôi mà phải dễ thương chứ. Tôi cũng xài số cũ á. Rồi có gì bữa nào rảnh alo cà phê nha. Vẫn xài số cũ đúng không? Đúng rồi. Rồi rảnh gặp cà phê sau. Hả? Ok. Về nha. Dạ. Ê, bạn gái, em gái dễ thương lắm á nha. Ờ. Trời, người ta khen em gái dễ thương kìa. Bây giờ em gái đi với anh trai đi chăm ăn chăm uống ha. Em gái bận rồi, xin lỗi nha. Em gái có hẹn với bạn của em gái rồi. Ủa, nhưng mà... Ủa, không tính tiền nữa hả? Em ơi, tính tiền. Trân trọng giới thiệu, em gái tôi đó. Phải em đó. Ê, tôi không biết ông có em gái dễ thương vậy luôn nha. Ừ, em gái tôi mà phải dễ thương chứ. Em gái hả? Sao không kêu tôi bằng bà nội luôn đi dưỡng hai. Em gái, em gái. Phức tạp quá nha. Vô cùng phức tạp luôn á. Để coi. Bồ nói á, là bồ với ông đã từng hôn nhau rồi đúng không? Ừ. Nhưng mà ông chưa bao giờ đề cập đến chuyện hai người quen nhau. Nhưng mà hai người đã đi ăn chung nè, uống nước chung nè, rồi còn đi xem phim nữa. Như vậy là hẹn hò được chứ còn gì nữa. Còn đón lên chung với nhau nữa. Thiệt cái chứ. Hai người tôi không hiểu nổi luôn á. Tôi cũng không hiểu đâu. Tôi cũng không hiểu nổi nè. Mà ổng chỉ giới thiệu bồ với người quen á là em gái thôi hả? Thiệt hả? Thì đó. Ai mà ghê. Vậy chắc để tôi gặp ổng thử coi. Coi á, ổng có đang đùa giỡn với bồ không? Hay là tính ổng nhút nhát nên mới vậy thôi. Yên tâm đi. Tôi á, có mắt nhìn bạn trai lắm á nha. Vậy hả? Ừ. Ừ. Vậy bà gặp ổng kiểm tra thử coi. Có chuyện gì hả? Có ăn mì gói không? Chuyện này mì gói quá mà. Thôi lên thay đồ cái rồi xuống đăng ký đi ha. Ai ăn thì anh nấu ăn nha. Công nhận cặp mắt nhìn bạn trai của bà ổn ghê á. Quang hãy dọn để chú ăn luôn. Chú, ủa bữa nay chú không đi làm hả? Chiều chú mới làm. Dạ, để con dọn đồ ăn mới lên cho chú nha. Chú nói thật khôi mà. Để đó chú ăn luôn cho. Lấy chú cái dĩa mới đi. Dạ. Nếu anh rảnh thì một tiếng nữa tụi mình gặp nhau nói chuyện đi. Nè. Ừ. Hôm mày làm gì mà sáng sớm rủ anh ra đây vậy? Sáng vậy? Đâu mà sáng, 11, 12 giờ trưa rồi chứ bộ. Ờ hả? Cũng 11, 12 giờ trưa rồi. Nghe nói hôm qua mới lãnh lương mà đúng không? Đúng rồi. Vậy hôm nay anh đãi em đi ăn ha. Cũng được. Đi ăn thôi. Đi ăn thôi. Ừ. Ủa? Ơi. Ủa? Tình cờ thiệt ha, sao gặp nhau ở đây ta? Chuẩn bị đi đâu nữa? Trời ơi. Dạ, chào anh. Em chào anh. Tình cờ thiệt. Đi đâu đây? À, tôi với anh tính đi ăn nè, đi ăn chung không? Ủa? Em rủ bạn em đi chung với mình, anh có phiền không? Ờ, bạn em đương nhiên không phiền rồi. Đi. Ơ,
rớt rớt lăn lăn cá viên chiên. Để cho anh. Thôi bỏ này đi. Cho cái này. Thôi khỏi. Không, nhưng bù lại lấy cái này nha. Cái này ngon. Ngon lắm. Anh cũng là đàn ông mà không hiểu nổi ổng luôn. Hay là bây giờ mình thử xác nhận chắc chắn lại với ổng một lần nữa coi sao. Coi ổng là có thích bà hay không. Xác nhận gì? Tôi không có mặt dày tới nỗi mà đi hỏi ổng đâu nha. Trời ơi, thì tôi có nói với bồ là trực tiếp đi hỏi ổng đâu. Chứ sao? Thì bây giờ bồ nói với ổng là em sắp đi du học rồi, để xem là ổng có níu kéo bà lại hay không. Nếu như mà ổng níu kéo bà lại á, nghĩa là ổng thích bà, ổng thương bà thiệt. Còn nếu như ổng nói thôi em đi mạnh khỏe nha, có nghĩa là ổng không có thích bà đâu, nên nó chia tay đi. Ừ, tôi thấy cách này được á. Hay là xả cách này ha. Ừ, được á. Nè, dạ? Mấy đứa bạn chuyện gì mà vui vậy? Dạ đâu có gì đâu. Cô Liễu. Ủa, sao vậy? Nè, bộ nói xấu tôi hả? Xong rồi hả? Ừ. Nè, sao nhìn thấy quậy quậy quá vậy? Mệt quá. Nè, đưa vô phòng tôi ngủ một chút, có gì gọi tôi nha. Giờ em đang ở gần bệnh viện, nếu anh rảnh thì mình uống cà phê nha. Mình làm gì có quá đáng không ta? Sao rồi bồ? Tôi đang đợi ông tới, tôi sẽ làm theo cách của bà. Thử nói là tôi sắp đi du học coi ông tính sao. Tôi phải xác nhận thật ra trong lòng ông có tôi hay không. Công nhận gần đây có nhiều chỗ công ty làm giấy tờ đi du học quá ha anh. Ủa, giấy tờ đi du học hả? Ừ. Mà sao em phải tìm mấy chỗ đó? Em có chuyện này muốn nói với anh, không biết có nên nói không. Có chuyện gì hả? Anh thấy hẹn anh cà phê giờ này thấy nghi nghi rồi. Có chuyện gì? Em sợ anh bất ngờ quá đó. Không sao, em nói đi. Em quyết định là em sẽ đi du học. Du học? Ừ. Em đi du học ở đâu? Đi du học New York. Đi New York. Vậy em tính đi bao lâu? Khoảng một năm á. Đúng là bất ngờ thiệt. Nhưng mà nè, tại sao quyết định đi đột ngột vậy? Thật ra là tại vì em cũng đã chuẩn bị hết về phần tiếng Anh rồi, rồi em học nâng cao, rồi ba mẹ em cũng ủng hộ cho em nữa, cho nên em quyết định đi. Anh thấy sao? Anh thấy đương nhiên nên đi rồi. Đi năm lần á. Đúng rồi, dù sao gì em cũng mất công là học ngoại ngữ. Anh nghĩ một năm ở New York là xứng đáng. Đó là thành phố để mà mình sống và mình học tập được nhiều. Anh vẫn ủng hộ em đi á hả? Đương nhiên rồi. Em đi thiệt đó nha. Em đi mạnh giỏi nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Rồi chừng nào em đi. Hỏi chi? Chừng nào đi hỏi chi? Hỏi đi làm gì? Hỏi đi chơi là chơi đến một thời gian hả? Ủa là sao? Trời, còn gì em đi mạnh giỏi nha nữa chứ. Tức thiệt. Anh không biết em tức chi luôn á. Như vậy rồi còn phải suy nghĩ nữa hả? Bỏ cuộc đi. Vậy là đó giờ ổng coi em như là trò đùa hả? Khoan khoan, 30 chưa phải là Tết. Hay là bây giờ bà thử lại lần nữa coi sao? Thử gì nữa? Mọi chuyện rõ rõ rành rành vậy rồi. Thì giờ bà có còn gì mất nữa đâu.
Biết đâu á hả, ông tưởng đâu bà sắp đi du học nhưng mà vẫn còn thời gian bên ổng thì sao? Thì giờ bà cứ thử lại lần nữa rồi quyết định chưa muộn mà. Ê, chào mọi người. Ủa, có cái gì mà sao bà tụ tập đông đủ vui quá vậy? Dạ không có gì. Không có gì đâu. Xấu tuổi sao á? Bấm đi. Anh nghe nè. Anh hả? Chuyện em nói em sắp đi du học á, có một chút thay đổi anh ơi. Em sẽ đi sớm hơn á. Sớm hơn hả? Sao vậy? Thì tại vì đột ngột thay đổi. Ngày mốt em đi. Sao gấp quá vậy? Tại vì đâu có lý do gì để mà ở lại đâu, cho nên em phải đi sớm hơn. Anh có thấy đột ngột quá không? Anh nghĩ thì dù sao cũng đi mà, đi sớm tốt hơn chứ sao. Vậy hả? Anh thấy đi sớm hơn tốt hả? Anh à, mấy giờ em đi vậy? Để anh biết anh đang tiễn mà. Thôi khỏi đi, em tự đi được. Sao được? Bây giờ anh bận quá, anh không có thời gian tổ chức tiệc chia tay với em, cho nên anh phải ra tiễn em cho đỡ anh ấy chứ. Sao không chịu hả? Sĩ Trường Khoa kiếm không kìa. Bây giờ anh bận rồi, có gì nói chuyện sau nha. Nha. Nè, alo. Như vậy thì rõ rồi, ổng chịu quen bồ cho chơi thôi. Thằng cha dưỡng hai này. Mới sáng sớm mai gọi rồi trời. Alo. Em chuẩn bị hành lý xong chưa? Hôm nay em bay đúng không? Hả? Đúng rồi. Hôm nay em bay du học. Đúng rồi. Xuống lẹ đi nha. Anh đến trước cửa nhà em nè. Rồi anh chở em ra sân bay luôn. Em xuống liền. Ủa, đồ em có chuyện đó thôi hả? Đâu có. Em ký gửi trước hành lý ra sân bay rồi. Mà có gì không? Không có gì. Ủa, đâu có chuyến bay đi Mỹ lúc 10 giờ đâu? Có mà. Toro Jakarta GA960 Guangzhou CZ4710. Đỗ tiến sĩ, đây là cơ hội cuối cùng của anh đó. Nếu như anh có thích tôi dù chỉ một chút thôi thì anh ấy nói chứ đừng có đi đi. Mau nói đi, không thôi anh sẽ phải hối hận đó nha. Mina, đi cẩn thận nha. Em sẽ tự lo liệu. Phải biết giữ gìn sức khỏe đó. Bây giờ cũng trễ rồi, anh phải vô bệnh viện. Bảo trọng nha. Cái thằng cha này. Được rồi, tôi sẽ kết thúc với anh luôn. Kết thúc. Tôi không bao giờ quan tâm tới anh nữa. Mày, em đừng có đi được không? Đi đâu? Em nhớ rồi nhưng mà... Dạ, có bạn em, bạn em. Em đừng có đi được không? Hả? Làm ơn đừng có đi được không? Anh không thể mất em được.
ở lại đây với anh có được không? Sao? Anh Duy nghe đúng bài chưa? Hả? Em tính nhắn tin cho cô Mai gì đúng không? Làm vậy chi vậy? Cười quá. Mà nói thiệt nha, em đừng có buồn nha, em diễn dở quá. Còn dám nói vậy nữa. Bình tĩnh, đi đâu vậy? Mình đi chung mà. Buông ra không có đi chung vậy đó. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nói con nghe, có chuyện gì, có chuyện gì. Anh nghĩ sao nữa, anh nói với bạn của anh đó. Em chỉ là em gái của anh thôi. Em là em gái của anh thôi chứ gì. À, anh nhớ là nhớ rồi. Anh xin lỗi, nghe anh giải thích cái đã. Thật ra anh làm người có nguyên tắc của mình. Anh không muốn người quan trọng của anh bị người khác đem ra soi mói cho nên anh mới nói vậy thôi. Anh nói đó còn ngụy biện đó hả? Anh không ngụy biện. Nghe anh nói nè, Diễm My phải là bạn gái của anh chứ làm sao mà em gái của anh được, có đúng không? Còn giỡn mặt giờ này mà còn giỡn mặt nữa hả? Giờ này mà còn giỡn mặt nữa hả? Đi về, sao em mạnh quá vậy? Nè, em nói cho anh biết là bây giờ em đi về. Sĩ đâu? Sĩ phải không? Ờ, bác Toàn. Không ngờ gặp nhau ở đây luôn á. Ờ. Ủa mà ai đây? Đây hả? Ờ. Đây là bạn gái của tôi. Cô ấy tên là Diễm My. Dễ thương quá nha. Cảm ơn nha.